Cậu biết thừa, trong cuộc giải cứu các bạn vừa qua, tớ là người tệ nhất. Vậy mà cậu nói trước lớp về tớ như một anh hùng. Cậu nói đi, lý do gì cậu nói vậy? Lý do là tớ nghĩ ngày mai cậu cũng sẽ trở thành một anh hùng. Ngày mai thì tớ không biết, nhưng thực sự hôm qua tớ rất tệ. Chỉ chút xíu nữa thôi là tớ đã làm các bạn chết rồi. Cậu không làm ai chết đâu. Thủ phạm là cái thang máy mà. Đừng tự dằn vặt quá đáng. Nhưng thực sự tớ không biết chiếc thang máy đã bị kẹt. Thực sự tớ rất tệ. Cậu không tệ. Cậu chỉ thờ ơ. Từ nay tớ không dám thờ ơ nữa. Những điều cậu nói trước lớp, thực sự tớ vô cùng ngượng. Cứ như là tớ đang cắp huy chương ấy. Có huy chương nào được gắn lên đâu. Bạn bè được cứu là vui vẻ rồi. Tớ không ngồi yên tĩnh được. Tớ cứ tin rằng khi bước lên bảng, cậu sẽ xin tớ vào que rồi nướng chín cho cả lớp cùng chơi. Vậy mà cậu đã không làm vậy. Cậu coi như tớ là phi công cứu hộ không bằng ấy. Thì tớ đã bảo rồi, cậu sẽ cất cánh lần sau. Tớ không chỉ cất cánh, tớ sẽ nhảy vào miệng núi lửa, sẽ lao đầu vào thác nước, thậm chí sẽ cho chân vào miệng cá mập khi các cậu lâm nguy. Nhưng biết cơ hội khi nào mới tới. Cả lớp chờ được mà. Từ giờ đến hết năm, có khi còn có vài tai nạn. Cậu đừng pha trò nữa. Tớ khổ lắm rồi. Cậu biết không, mấy hôm nay tớ đi đâu cũng có cảm giác hùng thì lạnh lùng, tuyết thì cong môi, mai thì cười hí hí như chú ngựa vằn ấy. Ngựa vằn không hí, nó chỉ chớp mắt nhìn thôi. Đấy là nhớ, còn chưa kể bác. Bác còn cong râu với tớ, mặc dù chưa có một tí râu. Nói tóm lại, tớ muốn cuộn tròn như con sâu kèn và muốn chui xuống đất. Có ai ngờ đâu, cậu lại xúc tôi lên. Thôi, cậu đừng tự làm khổ mình nữa. Cậu hãy quên chuyện đó đi. Chúng mình là bạn bè, chúng mình có đôi khi khấp khểnh. Khấp khểnh như một hàm răng chứ gì. Nhưng hàm răng đó luôn còn nhai được. Cậu có vững tin. Ngọc, bây giờ cậu muốn gì nào? Tôi muốn yên tĩnh đọc sách. Tôi nghi lắm mấy bà ơi. Tôi thấy Nam ngồi với Ngọc trông có vẻ gian gian, như sắp chuẩn bị một việc gì đó. Tớ thì nghĩ Ngọc không bao giờ gian gian. Nhưng nói thật, mình cảm thấy hai đứa có vẻ gì đó tức cười lắm. Tức cười gì đâu. Hai đứa khoái nhau thì có. Ai khoái ai? Ngọc khoái Nam. Tớ tin chắc thế. Chắc như bắp rang. Mai ơi, Ngọc không phải là đứa đơn giản đâu. Nó nội tâm và sâu sắc lắm. Càng nội tâm thì càng hay biến động. Theo cảm xúc của Ngọc á, Nam rất đẹp trai. Nam mà đẹp trai. Sao? Mũi thì như quả dưa, mắt thì như quả dừa, tai thì xù xì như quả dứa, chưa kể răng thì như quả bồ khô. Biết làm sao, cái đẹp trong mắt mỗi cô mỗi khác. Dù sao thì Nam cũng có một ưu điểm, đó là thân hình như quả bí đao. Gớm. Hai cậu bàn về các chàng trai mà cứ như nói về hoa quả. Nhưng tôi nói thật, Nam và Ngọc không có gì đâu. Nhưng mà nếu có gì thì đã sao chứ. Trai tài gái sắc, đâu có hại ai. Cậu thử thế, cậu nhầm. Tình yêu vô cùng ích kỷ. Theo tớ, hình như Nam và Ngọc cố tình nhét chúng ta vào thang máy. Để làm gì? Tớ chẳng nghĩ xấu trai cả. Nhưng lúc trong thư viện đó, Nam thấy chúng ta lại có đôi chút giật mình. Cậu tới đâu mà chả gây giật mình. Gây cảm giác như đồ ăn sắp mất. Kìa, Nam tới kìa. Tớ thấy khuôn mặt chàng chứa nhiều bi kịch.
Miu này. Cậu đang làm gì đây? Đang ôn lại cuộc giải cứu lịch sử trên thang máy. Không có cậu giờ này chắc tụi tớ đang lơ lửng trên mây, hoặc đang phiêu lưu miền cực lạc. Tớ muốn nói chuyện riêng với Miu một chút được không? Cứ tự nhiên nói với Miu, nhưng chúng ta cùng nghe cũng được. Không, chuyện này quan trọng lắm. Chuyện riêng. Sau tai nạn xảy ra, chúng ta như chị em, chả có gì riêng tư hết cả. Miu, tớ năn nỉ cậu đấy. Không cần phải năn nỉ, tớ sẽ nghe. Ở đâu? Đi với tớ.